Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ unbox chiếc hộp. Trong này có một cái sản phẩm mà đang rất là hot trong cái scene gần đây. Hôm nay tôi sẽ quay cảnh chiếc nón này cho mọi người xem. Đây, trên hộp của nó là tên của sản phẩm này, Bốc. Thương hiệu này là thương hiệu của Bốc. Đấy, Bốc là thương hiệu của Việt Nam nha các bạn. Đấy, một chiếc hộp rất là xịn sò. Tôi sẽ cho mấy bạn xem cái hộp trước này. Đấy, hộp này rất là xịn luôn. Còn bên trong là một sản phẩm rất xịn hơn nữa. Đây này, đây là chiếc túi mà mọi người được tặng kèm khi mà chúng mua cái nón này. Đây, đấy là xịn sò móc này. Đấy, và bây giờ là nhân vật chính này. Cho mọi người xem kỹ hơn. Đây là sản phẩm mà tôi muốn nói đến, đó là chiếc nón Bốc không mọc. Đây, đây cho mọi người xem cận cảnh chiếc nón này. Bên trong này, bên trong này, cái này là cái chỗ để chỉnh size nha các bạn. Đây là chỗ để chỉnh size này, để nó phù hợp cho tất cả mọi loại đầu luôn. Chiếc nón này là một chiếc nón có thể sử dụng để chơi thể thao này, để đi dạo này, vùng đi trong nội thành. Và nó còn được kèm một cái lớp mút giống như lớp mút bên trong này, lớp mút vải bên trong này. Nó tặng kèm để các bạn thay thế mà giặt nón này. Chiếc nón này có kính nha các bạn. Một điều rất là VIP Pro là chiếc nón này có kính, và kính được lại bằng chữ 500 ấy, cho nên là mình có thể sử dụng nó hoặc là không sử dụng đến kính. Các bạn có thể để kính lên trên rất là ngầu ha. Đấy, để bây giờ tôi cho mấy bạn xem cái sản phẩm này nó đẳng cỡ nào ha.